Wow, ông Minh ơi, nay con có chiếc xe gì vậy? Hả, xe gì con? Xe tải. Các bạn ơi, nay bạn Bin có một cái xe tải nhỏ nghe. Hôm nay chúng ta cùng bạn Bin với cái xe tải này đi săn các con vật nha, con vật dưới biển á. Wow, con gì đó bạn Bin? À đúng rồi, con cua. Các bạn không, một con cua màu xanh với càng màu vàng luôn. Rồi bỏ lên xe thôi. Wow, cái gì nữa ta? À các bạn ơi, một con cá đuối. Con cá đuối á. Ôi có con gì vậy? Wow, các bạn có nguyên con tắc kè kìa, con tắc kè cái bò dưới. Ôi, thôi mình lượm cá đuối vô nghe rồi. Rồi. Đi tiếp thôi, còn con nào không ta? Đây. Con này con gì vậy bạn Bin? Con gì? Đúng rồi, con bạch tuộc. Rồi bắt con bạch tuộc màu trắng vô. Wow. Rồi bỏ vô xe nghe, bỏ vô xe mình đẩy đi, mình đi săn tiếp đi, còn con gì nữa không ta? Rồi mình đẩy xe đi bạn Bin ơi. Đẩy xe đi. Ủa, đẩy đi nha. Đâu. Đây các bạn ơi, bạn Bin bắt được một con sao biển rồi nha. À, một con rái cá con nữa. Rồi đi tiếp thôi bạn Bin ơi. Rồi đẩy xe đi thôi. Tinh. Tinh. Rớt con bạch tuộc với con rái cá vậy rồi. Wow, con gì mà bự dữ hả? Con gì vậy? Con cá. À các bạn ơi, đây một con cá khổng lồ luôn. Con cá rô á. Đâu? Wow, một con tôm. Con tôm màu đỏ nè các bạn ơi. Ôi, rớt con bạch tuộc rồi hả? Rồi, bắt con tôm. Rớt con cua rồi. Rồi, bỏ con cua vô xe nha. Rồi bỏ cái thang vô. Rồi con này con gì con? Cá rô. Con này con cá rô, không phải con cá mập nha. Rồi bây giờ mình bỏ ra mấy con này lên cho bạn Bin nha. Đem về nhà nghe các bạn. Đem về nhà mình nấu canh, mình kho cá nha. Bỏ cái thang vô luôn con. Wow, các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Ken bơm một quả bóng khổng lồ nha. Đây, chúng ta chơi trò chơi bơm nước vào quả bóng. Ê, wow. Đây là quả bóng đây. Wow. Bực ấy rồi, nó bể luôn rồi. Trời ơi. Để ba bơm cái quả bóng khác. Rồi, con cầm nước đi. Các bạn ở đây chúng ta có quá trời bong bóng luôn đây. Bây giờ mình sẽ bỏ bong bóng vào vòi nước để mình bơm thử nha. Rớt bong bóng rồi. Rớt bong bóng rồi hả? Rồi con đưa cái vòi nước cho ba đi. Vòi nước đâu? Rồi các bạn ơi, bây giờ mình gắn. Rồi con bỏ bóng xuống đây, bỏ bóng xuống đây mình bơm nè, nhanh lên. Rồi bỏ vô đây. Rồi các bạn ơi, đây một quả bong bóng. Wow, bong bóng bự quá trời luôn, nó sắp nổ chưa? Đây. Wow, một quả bong bóng. Rồi con ôm đi, con ôm thử bóng, ôm nổi không? Ôm nổi không? Bong bóng rớt chạy quá trời luôn. Cái bong bóng này nó bự quá rồi, nó sắp bự quá rồi. Bạn Ken sợ rồi, các bạn ơi. Rồi chống ra bơi, giờ mình ta không bơm nước nữa. Đây một quả bóng. Rồi con bắn mưa tỏ nữa. Các bạn ơi, đây một quả bong bóng khổng lồ. Bạn Ken đang có một quả bong bóng khổng lồ. Rồi con ôm quả bong bóng thử coi. Ôm được không? Nặng quá hả? Bong bóng nó tràn nữa rồi. Cái hộp bơi xì luôn rồi. Cái hộp bơi xúc hơi xì rồi. Đây là một quả bong bóng màu vàng.
Rồi tiếp theo mình sẽ bơm cái quả bong bóng màu màu đỏ này nha các bạn. Đây bạn Kim cầm bong bóng cho ba đi. Ba lấy cái đó dạy con bơm bơm nữa. Wow, các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Ken bơm một quả bong bóng khổng lồ nha. Đây chúng ta chơi trò chơi bơm nước vào quả bóng. Wow. Đây là quả bong bóng đây. Wow. Bực ấy rồi, quả nó bể luôn rồi. Trời ơi. Để ba bơm cái quả bóng khác. Rồi con cầm nước đi. Wow, cái gì đây? Wow. Một quả trứng gì hả? Wow, trứng xanh lá cây nữa hả? Rồi bỏ lên xe luôn. Bỏ lên xe, đẩy xe đi tìm trứng thôi. Wow, trứng màu đâu vậy? Wow, trứng màu đâu mà quá trời luôn. Tìm được hai trứng rồi còn đâu nữa không? Wow, đây một quả trứng màu gì? Quả trứng màu nâu. Rồi con nhặt quả trứng màu nâu đi. Rồi nhặt lên. Quả xe gì khác không vậy? Rồi tiếp theo. Rồi tiếp tục thôi. Đi nhặt trứng tiếp thôi. Quả có con ốc sên nằm trong đó hả? Không có thấy được, tối quá. Rồi đi tiếp thôi. Quả trứng đâu? Trứng đâu? Quá, có trứng màu đen đâu nằm này vậy? Rồi nhặt đi con, nhặt đi. Nhanh lên, trời sắp mưa rồi. Nhanh lên. Tiếp thôi. Còn trứng ở đâu nữa? Wow, đẩy thôi. Win. Rồi trứng đâu nữa? Wow, trứng màu gì đây? Qua wow, một cái trứng màu hồng được con rùa đẻ hả? Qua wow, chào bạn rùa nha. Rồi đi tiếp thôi, ta tiếp nhập trứng thôi. Qua wow, ui hai trứng luôn, một trứng màu cam và một trứng màu nâu. Rồi con nhặt đi. Qua wow, nhặt lên đem về mình ấp trứng nha, ấp trứng cho hả trứng nở ra con khủng long, ý nở ra con rùa. Qua wow, ý ra một cái trứng màu xanh. Qua wow, đẹp quá. Quá wow, bắp 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 wow, cái trứng nó lăn luôn ghê quá. Con cũng lông con trong đó nó lăn luôn hả? Rồi con bỏ lên xe đi. À còn nữa không? Ở ngoài trứng màu cam kìa. Đâu dưới theo. Ôi, trứng màu cam chạy rồi dưới theo. Trứng màu cam chạy đâu rồi? Có ai thấy trứng màu cam đâu không? Wow, một cái trứng màu đỏ không? Trứng này màu đỏ mà. Wow, trứng màu đỏ đẹp quá. Rồi bỏ lên xe thôi. Rồi còn nữa không? Còn trứng nào nữa không? Đâu? Pi to. Wow, một cái trứng màu vàng. Trứng này trứng gì? Trứng con chim gì?